Không biết mấy ngày nay ăn cái gì mà xui thế không biết. Thua mấy ngày liên tục. Giờ thì đánh cái gì nữa, tiền đâu mà đánh nữa. Ai nợ giờ đầy đầu luôn. Gì đây? Giờ này ai gọi điện đây? Chắc là đòi nợ đấy mà. Alo, gì? Nợ thì đã sau chưa? Gì mà đòi qua ngoài ấy? Tôi là cô giáo trong đạp. Chị cha cô giáo. Dạ, anh chào cô giáo à. Dạ, đâu, em đang nạt mấy cái con gà nhà em á mà. Dạ. Vào nhà nó phá quá. Dạ. Rồi, dạ sao cô giáo? Đạt nhà em hả cô giáo? Học mà sa sút luôn cô giáo, một điểm mà cô giáo. Dạ rồi, ok. Để em chừng chỉnh sau nha cô giáo. Dạ, em chào cô. Tí nữa là toàn luôn. Cô giáo mà mình tưởng là ai đòi nợ chứ. Đang bực mình là thêm chuyện này nữa chứ. Đạt đâu rồi nhỉ? Đạt ơi! Đạt! À mày gọi con à? Mày học hành mày gì mà mày? Gì nữa? Mày học hành mày ngu như con bò vậy? Tao cho suốt ngày cho mày tiền để mày đi mua đồ chơi mà mày học ngu như con bò vậy? Cô giáo gọi mẹ mắng vốn rồi mấy lần này. Cô nói gì? Kêu học mày học ngu ra. Ngu đâu mà ngu, cho cô cái đề làm bậy thì có. Cái mày gì? Cô còn kêu là ngu rồi tao từ ái rồi vì trước tao cũng giống mày học ngu ấy. Ai do mày ngu chứ con học ngu đâu mà ngu. Ngu như con bò. Mà giờ hôm nay bà đột qua mà đã cho tiền đâu? Bữa nay mà cũng chưa cho tiền này. Này, mày suốt ngày đòi tiền là mua đồ chơi. Thế tao tưởng tao cho mày tiền là mua đồ chơi để mày học hành giỏi hơn anh ở đâu, mày ngu như con bò ấy. Mày chửi chơi xong con nào cho tiền đâu. Bữa qua giờ cho đâu. Còn chửi xong mày, nó thấy mắt mày cuốn bài ăn rồi cuốn bài thuộc cả đống. Này, mày đừng nhắc lại chuyện đánh bài của mẹ nhá. Gì nữa? Ôi, tao đẻ mày ra chứ mày đẻ tao ra hả? Đã mày ngon, mày đi ra ngon khỏi nhà đi, mày đi tìm tiền đấy, mày nuôi gia đình này đấy. Mày đổi con đúng không? Ừ, mày đi đi. Đi luôn mày xem. Nó quấn mất dạy mày đang đi. Mày đi luôn, mày ngon mày đi luôn đi nhá. Cái đồ quấn mất dạy. Mẹ thương mình rồi, mình đi luôn cho mẹ vừa lòng. Mẹ thương mình rồi, vừa xin tiền thì không cho, còn đòi đuổi đi nữa. Ơ Đạt. Gì mày? Ngồi đây khóc vậy Đạt? Khóc gì? Mẹ... Có chuyện gì hả? Mẹ tao không thương tao nữa mày. Ồ, mẹ không thương nữa hả? Ừ, đòi đuổi tao đi, tao điên tao đi luôn. À, chắc là mẹ giận á nên là mẹ nói vậy đúng không? Giận gì? Bây giờ đừng có buồn. Xin nữa. Tiền không cho mày, mua đồ lăn không cho xong rồi bữa nay còn về còn la tao còn hết thương tao rồi, mẹ hết thương tao rồi. Không phải đâu, mẹ nào mà chả thương con, giống như mẹ mình nè, cũng thương mình lắm, đôi lúc cũng muốn đánh mình luôn á chứ. Ôi, nhưng mà thương lắm á. Mẹ không hiểu mày đâu, mẹ tao hết thương tao rồi. Mấy bữa là tao xin cái gì cũng cho, bữa nay xin tiền không cho. Còn thôi, nói nữa. Đừng có buồn nữa, bây giờ đi, làm bên nhà mình nè. Mình với Bảo đang chuẩn bị thực hiện thử thách 24 giờ trên cây á. Hay là bây giờ Đạt sang thực hiện chung luôn, rồi khi nào mà mẹ hết giận thì mình lại về. 24 giờ trên cây hả? Ừ, chứ mẹ nào mà chả thương con đúng không? Đi, chạy qua nhà mình đi, rồi khi nào mẹ hết giận thì về nha. Ừ, đi. Ờ, đi. Đó, đây là Đạt nè, tụi mình sẽ thử thách 24 giờ trong này nha. Cái này là... trong này cũng khá là rộng rãi đó. Nhưng mà... Nhìn chắc chắn đúng không? Nhà trên cây mà, lần trước mình làm đó. Ngon nè. Nhưng mà hiện tại bên ngoài trời đang mưa nè Đạt nè. Mưa mà đây cũng không ướt luôn hề. Ướt chứ, nè nó bị thấm rồi nè. Bị thấm rồi nè. Bên này ướt nè chứ bên này bên chỗ không ướt. Bây giờ nó gọi là trời đang mưa to đó, lát này mình sẽ đẩy cái này lên nè. Mình đẩy này lên là sẽ là nước nó không tạt vào. Đúng bài á, đúng bài á. Tại vì hiện tại bây giờ mình đang mở này ra là giống như để gió thổi vào cho thoáng á. Đẹp không? Thì quay không? Được rồi luôn không ạ. Nhưng mà ở đây này thì mình ăn cái gì? Bây giờ là mình mới bảo là chưa có đồ ăn gì hết á. Không có đàn. Bây giờ Đạt có tiền không? Có tôi tiền hôm bữa coi dư với lại tiền hôm bữa anh em mới đi cho để dành cũng được. Wow, nhiều ha. Nhiều. Rồi bây giờ như này nha. Bây giờ là Đạt với Bảo á đi ra ngoài quảng tàu hỏa ngoài kia kìa. Rồi mình mua thức ăn đi ha. Mưa này mặc áo mưa đi luôn đi. Mình mặc áo mưa đi luôn. Ngồi lên đây mình ngồi cho nó sướng. Trời mưa này mình ngồi lên đây ăn đứng ngoài luôn đó. Đi nha. Đi liền. Bây giờ hai đứa đi nha, để công nguyên ở đây để canh nhà cho, ok không? Ok. Nha. Đi về liền nha. Ok. Ô cái này bắp này ngon lắm này Bảo. Đúng rồi á. Con này chắc cái này à, ăn này không? Ăn luôn Đạt. Một cái này nha. Bắp này, bánh máy này ăn ngon lắm á. Rồi, cái này kẹo gì kẹo bảy màu à. Thôi, cái này không cần hay. Ôi cái gì đây nè. Cái này cũng ngon lắm á. Mấy cái này ngon lắm nè. Cái này nè. Cái này là lẩu tai heo nè. Này là lẩu tai heo à? Đúng rồi. Lẩu tai heo cũng ngon lắm á. Bao ăn chưa? Ăn rồi. Rồi nhưng mà về mình ăn nữa, ngon lắm, cái này ngon lắm. Ok. Còn bánh thì thôi heo. Bánh ui đủ là kẹo có kẹo xe hơi rồi nè. Chắc mua nữa chiếc hè, mua ba mua mình cầm giùm bác. Để lấy ra đứa một chiếc này xe hơi. Mình có ba chiếc, một chiếc màu xanh lá cây, một chiếc màu xanh dương,
với một chiếc màu đỏ đi. Rồi gì vậy dễ lựa. Ok. À có kẹo bóng đá này nè. Ui nhiều loại đẹp quá hay. Ui đẹp quá hay. Thôi cái này mình cũng lấy đứa trái. Ui cái này không phải, cái này bán nguyên hộp mà không cần đâu heo. Ngọt quá, nhiều lúc ngọt mập á. Cái này thật rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xem là Bảo với Đạt mua những gì nha các bạn. Mua cả đống luôn. Bảo, ở đây mình nhìn thấy cà bịch luôn nè. Nè đó nè, cái này là. Ồ, cái là cái gì á? Lỗ tai heo. Bánh tai heo đây. Ờ cái lỗ, cái bánh lỗ tai heo đúng không? Lỗ tai heo ấy. Ồ cái này ngon lắm nè. Cái này ngon lắm mà. Ồ kẹo dẻo luôn hả? Kẹo nè, nhiều màu lắm á, nguyên nhiều màu lắm. Ê, ở đây mình nhìn thấy có cái con giống như là con khủng long đúng không? Wow, ở bên này cũng có nè. Khủng long nhìn dễ thương quá ha. Đủ thứ loại luôn nè. Quá trời ha. Ờ, mình cặp phá xem. Wow, có cả sữa cuốn luôn nè. Nè Bảo nè, Bảo uống cái này vô là sẽ Bảo sẽ khỏe giống như là cái ông này nè. Đúng anh công. Bây giờ là của mua mấy bịch đó, sữa cuốn á. À, thì cô này có cái hình gì đây nè. Đây rồi nè, đó, nếu một đứa bịch. Có thấy một bịch. Mình không có thấy đó. À, mình đi. Ê, cho mình cái này nha, mình thấy ông này nè. Nhìn ông này đẹp quá ha. Hãy để em cái này. Rồi cho Đạt, cho Đạt cái này nè ha. Nhìn cái mặt xấu quá, xấu xí đúng không? Thôi đâu, được rồi. Rồi tiếp xem thì con gì nữa không ha. Rồi, cái này bánh gì ta? Bánh này cũng ngon lắm. Cái bánh này hôm nay bánh tai heo và bánh này hình như bánh tai bò đó. Bánh quẩy, quẩy tai heo nhúng. Quẩy cũng là tai heo đúng không? Cũng là tai heo. Nhưng mà tai heo nhỏ. Còn cái này là cái kẹo dẻo đấy anh con. Kẹo dẻo ha. Đúng sắc màu quá. Mình nhìn vào đây giống như là cái ấy ha, như cái bánh tâm cái bánh gì đó. Nhìn đẹp ha. Nãy mua ba cái đó mình cái này màu hồng nè, không mua ba cái này. Đạt cái là thích màu hồng đấy mà. Ồ cái này gì đây? Cái này cũng là kẹo dẻo luôn hả? Em cho anh con màu hồng luôn, mình màu hồng. Wow, đẹp quá ta. Cái này màu xanh nữa hả? Là cái nào mình cũng mua ba cái hả? Ba cái để mọi người một cái. Ồ, đẹp quá này các bạn nè. Ủa bây giờ là mình thích màu đỏ đi, Bảo là thích màu xanh nước đúng không? Còn cái này cho Đạt ha. Mình màu xanh lá cây. Wow, đẹp quá các bạn này. Màu đỏ rất là đẹp luôn nha. Chia đi ha. Quá đẹp luôn á. Ồ, ở đây mình nhìn thấy có cả xúc xích heo cơ bôi nữa hả? Con heo cơ bôi nữa. Wow. Là ba cây cộng một cây đúng không? Đúng rồi. Wow, đã quá ha. Ủa đây ở đây này nè, ở đây mình nhìn thấy có bắp này nè. Bắp này ngon lắm á. Ở bắp bùng này nè ha. Có gì đây nè. Ủa cái này cái gì đây? Cái này là thạch hả? Thạch đâu, ăn ngon lắm á. Thạch. Thạch nó màu tím nữa ha. Đúng rồi. Nhìn tuyệt vời ha. Mà đây có mấy cái, có 5 cái luôn. Nhiều ghê ha. Lát chia ra. Lát chia ha. Còn cái này cái gì ta? Cái này mình thấy lạ quá không nguyên. Xem lạ quá ha. Đặt mở ra xem thử. Cái gì luôn nè, mình thấy lạ. Wow. Mình ăn thử. Đặt mở ra thử đi. Mình chỉ ăn cái kẹo này. Đạt ơi. Đạt. Đạt ơi. Ôi cái thằng này. Mình bật lên nói vài câu thế mà nó bỏ đi thật chứ chưa lại. Sao mà nó dễ dối thế nhỉ? Đạt ơi. Đạt. Bây giờ mà nó có chuyện gì xảy ra chắc ông bố nó về là đập cho mình bầm mắt hết trời ơi. Đạt ơi. Đạt ơi. Đạt. Đạt ơi. Hình như là gần hết thức ăn rồi sao Đạt? Nãy giờ mình ăn này gần hết rồi đó. Ngon quá. Mà Đạt biết sao không? Đạt mua mấy cái thứ này nè ra dùng chỉ để ăn vặt thôi. Chứ nếu mà ở trên cây 24 giờ là không có no được á. Mình phải ăn no á. Bây giờ Đạt ngồi bây giờ nha. Đạt bây giờ là ở ngồi đây đi. Bây giờ mình về nhà đâu được đó đúng không? Về nhà là mẹ la chết luôn á. Nên là bây giờ Đạt ngồi đây để mình với Bảo chạy về nhà. Đảo đi luôn để kiếm đồ ăn. Để đồ ăn no đó. Để tối nay còn thử thách 24 giờ trên này chứ. Có đồ ăn no. Có đồ ăn no luôn. Được. Ok nha. Okay. Bây giờ Đạt cứ ngồi đây nha. Bây giờ anh em mình về Bảo hả? Tranh thủ đi không mưa Bảo. Mà ra liền nha. Ok ra liền Xong mình ngủ giấc rồi ra liền nha. Ok. Sao lạnh dữ ta. Còn Nguyên nó dụ mình ra đây đến bỏ bên này. Bắt đầu mình thấy vừa nhớ mẹ đó. Có mẹ đây tốt biết mấy. Về nhà đang ấm em ra đây ngồi đó. Mà giờ về thì mặt mũi để đau hồi sáng nó đi luôn. Bây giờ chưa được ngày không lẽ về. Còn nhớ mẹ quá mẹ ơi. Lạnh quá. Ở đây ui bên cạnh này lạnh quá. Đạt ơi. Đạt ơi. Con đây mẹ ơi. Đạt ơi. Con đây này. Con đâu Đạt ơi? Ở trên đây này mẹ ơi. Đạt ơi. Nhớ mẹ quá. Đạt ơi, con đi đâu từ sáng chưa? Mẹ tìm con hoài.
Con nhớ mẹ quá mẹ ơi. Con mới dụ con ra đây rồi, ngồi đây vừa lạnh vừa đói bỏ mẹ hết trơn rồi. Mẹ sợ lắm rồi Đạt ơi. Con xin lỗi mẹ, từ nay con không dám bỏ đi nữa đâu. Lỗi của mẹ nhá. Rồi thôi về nhà với mẹ nhá Đạt ơi. Con ba mày chặt đầu mẹ đấy. Thôi xuống đây về với mẹ nào Đạt ơi. Đây xuống đây. Con xuống đi. Nãy là mày đi nha. Bây giờ đi về nhà với mẹ nhá. Bây giờ con thích ăn cái gì mẹ mua cho con ăn nhá. Từ nay mẹ thương con, mẹ không dám đi đánh bài rồi đâu. Ok mẹ.